Cái gì đấy? Đây. Thì đấy, Hôm nay bắn đi nào nhỉ mẹ? Hôm nay thì bắn đi nào nó bị cục cò nhỉ? Chắc chiều nay ngồi chơi máy tính mẹ chắc. Điên mẹ rồi, fuck. Tí cái đống đạn. Mày. Ở đây có ống tiêm này đó. Mất cả tối ngồi tải con Dead Island cuối cùng mẹ như cứt. Nào không, nó không chơi được. Nó kiểu hiện kiểu như là không hỗ trợ. Rồi, khó khăn nó mãi. Thôi, đang nét Máy chơi. phò à. Đang nét chơi. Lâu phải kích. Đang nét tải tầm khoảng 3-40 ở đây, vẹo cái xong không gì đâu. Ừ, nhanh mà. Hôm nay tôi thử tải rồi. Nhanh mà, hai mấy phút. Ừ, tải vèo cái xong rồi đang nét chơi. Mà con đấy hình như là có Ồ. cái tim câu. Cái đấy hình như là chơi trên net nó không lưu vào, nó lưu vào Steam nhé, không phải lưu vào vào ấy, lưu vào máy. Nó lưu vào tài khoản Steam. Nên là ông chơi net không vẫn lưu được. Hình như thế nào. Nó như con Senro 4 rồi. Chắc tôi chơi ngoài net nó vẫn lưu. Này, cho một cái ống tiêm này. Đâu? Tôi hay tiêm chích mẹ. Này. Đấy, ngồi đây một cắm mà đi. Trường học này các bạn nghèo nghèo. Vắng, không phải nghèo. Vắng. Nghèo mà tôi thấy nghèo Đêm vãi. khuya thanh. Đêm khuya thanh vắng qua độ bình yên. Mũ một tắt một. Tay chân chả có cái gì. Súng ống cũng bình thường. Tôi đi ra ra khu khác. Này, có cái xe có skin của ông này. Đâu thì ở đây nè. Đây, ông ở đâu tôi vác trâu qua đón này. Đang trong trường. Đâu. Đây đang đi chỗ ông này. Đang ra. Ôi, đâu như Đấy. có phải cái này đâu nhỉ? What? Sao đúng cái này Ơ. mà? Sao lại không có skill? Cái gì? Đúng cái này rồi mà sao nó lại không có skill? Cái gì? Xe đấy này. Ông phải ngồi lên chứ. Có thế được à? Ngồi lên mới được. Ngồi ngồi lên mới được chứ. À, được rồi. Đấy, đấy, thấy chưa? Chán không? Chết chơi người rơi, chết chơi. Đấy nha. Ok, có tiếng chân không ơi? Boss chắc lại boss rồi. Bốt này. Ôi nó có cái thương mũ thùng này. Ui hai phát headshot. Devolver. Lấy mũ thùng mà đội. Thôi, xấu trai đang xinh. Ô cái gì đấy. Xe xịn này, bắn hết hết. Ôi cá. Tôi ngồi vào nó lại mất skill skin đâu ạ. Đấy ông ngồi mẹ đi. Cái Lái đi.
gì đó đấy, nhảm nhí vậy, game như cực ủa đó. chết chết nhầm 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 game sao nhỉ? Đừng ra ở đâu Đừng ra vừa ngay sau đít ông ấy. Ôi, lướt chung cư mệt lắm. bây giờ đi đâu? Đây là đẹp nhất này. Hôm qua chỗ này chết đấy. Ô, mà 16, ngon. Chả biết vứt cái gì. Ba lô một khổ vãi những quý À, bên này qua lô 2 này. Lô 2, ba lô 2. đó, 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 đó. Trên tầng Bên tôi này. hai ba lô hai liền à? Thằng không một sữa tầng hai hộp Có cái tay cầm đỏ này. Tôi cầm này cầm. đấy, cầm hộ tôi xuống nhặt bình máu. Ngắm Mấy bay kìa. cái phết hát kít ở đây Khoản vai kìa. đó, có bắn hết Cái này vui chưa? đây, có khi nên vào Discord đi chứ đừng dùng mic trong game ấy nhỉ Tùy. Nghe cũng được. vào Discord nói chuyện bọn kia luôn, xong rồi nó ồn xong rồi bắt đầu đéo nghe tiếng chân xong rồi chết nhảm. Này. Máy cái này. Đâu tay cầm đâu Băng đạn nè. Tay cầm nè. bằng đạn thêm mình đã thêm cho làm gì ông có súng gì đấy? Để tôi biết tôi lấy phụ kiện Cầm Ska. Tôi full phụ nhầm kiện rồi. Full phụ kiện. nhầm 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 Tôi full này. Full phụ kiện rồi. Chả thiếu gì. đấy tôi đấy tôi bắn dọa nó đấy. Ủa cái gì đấy? Dọa cái gì? What the fuck? Trời. Đấy, thấy giờ tôi bắn dọa cho ông bắn đấy. Dọa cái cực. Tất cả mình. À, thằng cầu. Giờ cần mỗi băng đạn thêm của khẩu này thôi. À, cần cả Silent nữa. Gọi là Composer. Cần đạn xanh không? Có. Nào vẫn. Cứ cầm cái đi tí vào đây đầy. Ui, tôi 6 cái bom khói trong người ông ạ. Rồi 7 rồi. Alo, nó đi nó spray. Fuck. Ô, có tiếng xe, có tiếng xe, có tiếng xe. Nào. Xe ông ơi. Đâu 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 ơi. Chút nào. Xong rồi hai thằng gà tôi núp trên này Mày cực. Rút đồ thôi. có thằng nữa Cái gì? Ô. thằng nữa này Ông lại bắn cái gì bốn à? Mày cực cả cực. cả sơ quát cả sơ quát nó khổ thật phận gánh tim. Có ba lô ba nào ở đây nhiều đồ quá, ở đây ba lô ba ngon. Nào có đồ mới. Chết rồi, tôi bớt cái gì đấy. Đồ thơm quá. Cái gì cũng tham. Không có X4 à. Có x3 này.
Hay Đánh khoảng ba thôi tám tôi cũng tập. được. X8 X8 nó bắn khẩu này vứt bớt. nó hơi Ông cầm mấy quả lựu khói rồi? tôi chả cầm quả nào, lựu nổ thì À, không có. hôm qua tôi cứu ông bằng cái quả lựu đấy đấy nhá. Mẹ, Tôi không có chả nó là khá mệt đấy. mấy không có lựu. Vừa thấy cái anh bà đây rồi, xong được quả khói nào thì cầm nốt. Thôi té. Ok, vẫn xong quả khói như thường, thế mới tài. Thôi mình đang giữa bo chả biết chạy đâu. Thôi rút tiếp. Mấy chung cư bên này chưa rút này. Đầy đồ thế này rồi còn lút gì. Tôi mua vậy thì mẹ giáp một ông ạ, vậy cứ nè, ngon bộ đồ người hầu ngay. Đây trận này có quay không ấy, ngon. Cái gì, trận tôi gánh 4 nhỉ, 1 cân 4. Lấy SKS mà bắn X8 kìa. Dồ đồ thế. Nhưng mà vẫn chưa có quả lựu nào đẹp nhau. Cũng là không có. Ôi, tao tác thế nhỉ? Giờ cần mỗi giáp 3 đủ bộ. Này thì máy xịn này, 12 triệu này. Giờ đi tìm thính không ạ? Giờ đi lút thính thôi, lút thính kiếm giáp 3. Ông mua đồ gì 3 đi không? Tôi chưa. Tôi đáp 2 mũ 2. Nhà đấy tôi rút rồi. À đâu, nhà chưa rút. Đang rút thì ông bảo là à rút rồi, tôi hết. Hỏi đi đâu bây Mua đồ giờ. đạo, mua vãi ông đạo gọi mình ạ, giật mình. Cái đây ta nghe ăn khó chịu nhỉ. Tự nhiên đang chơi ông đạo ông gọi mình ạ, vãi này. Sao? Chả hiểu đang chơi tự nhiên gọi. Fuck. Gọi là chuyện quá bình thường. Mày What the kiểu fuck? ông đang muốn đấy 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 Gì đấy? quá bình thường. Ôi cất gọi. Xem gọi gì. Gọi trốn nữa chứ làm con gì đâu mẹ. Sao vắng vẻ Alo, đấy nhỉ? bật mic không ơi. Vắng vẻ. Mình biết gì đấy? Thì tôi vừa clear một squad nó sợ. Hãi vội. Thì kêu có thính kìa, đúng SE. Thấy khói đỏ bốc. Khói đỏ, khói đỏ. Chỗ tôi này, chỗ tôi chạy đâu SE. Để xe đây, để xe đây. Rồi đây, xuống xe đi. Ai có thính trước, ai có xe ở đây có thính trước. Ta chết trước thì Ở có đấy vẫn còn một cái xe của cái bọn squad tôi clear đấy, ra mà lấy. thôi khỏi.
Đi bộ cho đến bao giờ? Ở đâu rồi? Hướng thẳng hướng SE. Ở đâu rồi? À, đi bà đâm. Có thấy đâu? Hay qua rồi? À đây đấy, ui rồi ông chạy qua đến mấy trăm mét rồi. Gà. Gà Thì ông gà bảo đi gà theo gà. SE tôi cứ đi theo. Đấy đi theo bắt em ông chạy quá bao nhiêu rồi không ạ? Thôi, của tôi rồi. À. Đã quá trễ để quay lại. Thế có cái gì trong đấy? Tôi đang chạy đến. Ôi, ôi, vãi cực cực. Trời, Ui. cái gì đấy? Thật sự đi. Cái cứt gì vậy? Vãi cả cứt. Vãi cả cứt chết nhạo.